Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng các bạn đến với khóa học môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trên kênh dạy học trực tuyến Vietjet. Và hôm nay thì cô trò mình tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong bài số 59, các số có 5 chữ số và số 100.000. Ở tiết học hôm trước thì cô trò mình đã làm quen với các số có 5 chữ số rồi. Các số có 5 chữ số thì gồm có các hàng nào các con nhỉ? Chúng mình sẽ cùng ôn lại một chút này. Các số có 5 chữ số thì chúng mình sẽ có tổng cộng là 5 hàng. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn. Và hôm nay thì chúng mình sẽ làm quen với số 100.000 này. Chúng mình sẽ đến với phần đầu tiên, đó là phần khám phá. Các bạn hãy quan sát này. Trên bảng cô đây thì cô sẽ có các thẻ số 10.000. Và cô sẽ lấy thẻ số 10.000 này 10 lần như sau. Đây, một thẻ này, hai thẻ 10.000 này, 3 thẻ 10.000 này, 4 thẻ 10.000, 5 thẻ 10.000 này, 6 thẻ 10.000, 7 thẻ 10.000, 8 thẻ, 9 thẻ và 10 thẻ 10.000. Khi mà cô lấy thẻ 10.000 này 10 lần thì chúng mình sẽ tạo nên được một số mới, đó là số 100.000. Cô nhắc lại này, thẻ số 10.000 này lấy 10 lần thì sẽ tạo nên được số, đó là số 100.000. Đây. Đó. Và chúng mình sẽ đọc số này như sau. 100.000. Đây. Đây. Ở lớp hàng nghìn thì chúng mình sẽ viết tách ra. Đó. Và mình sẽ đọc là 100.000. Nhắc lại này. 100.000. Và số 100.000 này thì đứng ở vị trí nào ở trên tia số? Thì các bạn hãy quan sát này. Đây. Đây là tia số của chúng ta. Và chúng mình sẽ thấy này, tia số này, số chúng mình nhìn thấy đầu tiên ở trên tia số này, 99.994. Số tiếp theo là 99.995. 99.996, đúng chưa? Các số thì sẽ hơn kém nhau một đơn vị, số phía sau sẽ lớn hơn số phía trước là một đơn vị. Tiếp theo, 99.997, 99.998, 99.999. Và sau số 99.999 này, thêm một đơn vị nữa thì chính là số 100.000. Số mà hôm nay chúng mình được làm quen. Đây. Vậy là số 100.000 sẽ đứng vị trí sau số 99.999 ở trên tia số. Bây giờ thì cô mời các bạn sẽ cùng cô đọc lại các số này ở trên tia số này. 99.994, 99.995, 99.996, 99.997, 99.998, 99.999 và 100.000. Và số 100.000 này thì chúng mình thấy khác so với các số mà chúng ta đã được học ở bài học hôm trước, các số có 5 chữ số. Thì số 100.000 này là số mà sẽ có 6 chữ số. Đây, chúng mình đếm này. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Được chưa? Vậy là nó là số có 6 chữ số, chứ không phải là số có 5 chữ số. Và để hiểu hơn về số 100.000 này thì bây giờ chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần hoạt động. Và trong phần hoạt động này thì cô trò mình sẽ cùng nhau đi làm các bài tập liên quan đến số 100.000. Chúng mình sẽ đến với bài tập đầu tiên, đó là bài tập số 1. Ở trong bài tập số 1 này, chúng mình thấy hình ảnh xuất hiện là các bạn vịt này. Và nhiệm vụ của chúng ta đó là chọn số thích hợp với cách đọc. Thì ở phía trên mỗi bạn vịt thì chúng ta sẽ có các cách đọc và tương ứng ở phía dưới của các bạn vịt này, ở dưới chiếc lá khoai này thì là các số tương ứng. Và chúng mình cần phải chọn ra được số thích hợp với cách đọc ở phía trên đó. Và tương ứng là số phía dưới, chúng mình phải chọn ra cách đọc phù hợp với số đó. Thì bây giờ chúng mình sẽ quan sát giúp cô vào cách đọc đầu tiên. Ở bạn vịt đầu tiên này, 29.145. Nhắc lại này,
29.145. Vậy thì số nào sẽ thích hợp với cách đọc này nhỉ? Đâu, 29.145. Chúng mình sẽ quan sát vào bốn số tương ứng ở phía dưới này, xem đâu là số phù hợp với cách đọc này. À, ở đây chúng mình thấy có số đây, đúng chưa? 29.145. Như vậy là nó sẽ phù hợp với cách đọc của bạn vịt đầu tiên, đúng chưa? Và chúng mình sẽ ghép với cách đọc này. Đó. Tiếp theo, cách đọc của bạn vịt thứ hai, bạn ấy đọc là 100.000. Vậy đâu là số 100.000 ở phía dưới này? Chúng mình còn 3 số nữa. Thì đâu là số 100.000 các con nhỉ? À, chính là số ở phía dưới của chú vịt cuối cùng này, đúng chưa? Đây, 100.000, số hôm nay chúng ta đã được học. Vậy thì chúng mình sẽ ghép đôi cách đọc này. Đó, 100.000. Tiếp theo, cách đọc của chú vịt thứ ba này, 36.074. Vậy mình còn 2 số này, thì đâu là số 36.074 các con nhỉ? À đây, nhìn thấy ngay là số này, đúng chưa? Và mình sẽ ghép vào. Đó. Vậy thì còn cách đọc cuối cùng và còn một số cuối cùng này có chính xác ghép đôi với nhau hay không? Thì chúng mình sẽ chú ý này. 80.104, đúng chưa? Đây, 80.104. Chúng mình sẽ nối vào. Đó. Như vậy là chúng mình đã ghép đôi, chọn được số thích hợp với từng cách đọc. Bây giờ cô mời các bạn sẽ cùng cô đọc lại bốn số này một lần nữa. 29.145, 100.000, 36.074 và 80.104, được chưa? Như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập đầu tiên, bài tập số 1. Bây giờ chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang bài tập số 2. Và cô trò mình sẽ đến với bài tập số 2 như sau. Ở trong bài tập số 2 này thì chúng mình sẽ gồm có 4 phần A, B, C và D. Và mỗi phần tương ứng với các câu hỏi. Và các câu hỏi ở trong bài tập số 2 này là các câu hỏi mà liên quan đến số liền trước và số liền sau. Đây, số liền trước và số liền sau. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đọc và trả lời từng câu hỏi một. Chúng mình sẽ đến với câu hỏi A trước này. Số liền trước của số 13.450 là số nào? À, chúng mình sẽ ôn tập lại một chút kiến thức về số liền trước và số liền sau này. Mình sẽ có số liền trước thì sẽ như thế nào nhỉ? Để tìm số liền trước thì chúng ta sẽ lấy số đó, số này, bớt đi, trừ đi một đơn vị thì chúng mình sẽ tìm được số liền trước. Còn số liền sau thì chúng ta sẽ làm như thế nào? À, để tìm được số liền sau thì chúng mình chỉ cần cộng thêm một đơn vị thì sẽ ra được số liền sau. Vậy thì trong câu hỏi A này, chúng mình sẽ phải đi tìm số liền trước của số 13.450. Vậy để tìm được số liền trước của số này, chúng mình chỉ cần lấy số 13.450 này, trừ đi một đơn vị, bớt đi một. Vậy ở đây 13.450 mà bớt đi 1 thì số đứng phía trước của nó chính là số liền trước. Là số nào các con nhỉ? À, chính là số 13.450 này mà bớt đi 1 thì là 49, đúng chưa? Vậy mình sẽ tìm được số là 13.449, là số liền trước của số 13.450. Bây giờ cô trò mình sẽ trả lời phần A trước này. Cô sẽ ghi ở đây là bài giải. Câu A trả lời như sau. Số liền trước của số 13.450 là số chúng mình vừa tìm được, đó là số 13.449. 13.449. Rồi, câu hỏi B. Số liền sau của số 90.000 là số nào? À, như cô trò mình vừa mới nhớ lại kiến thức về số liền sau, thì để tìm được số liền sau chúng mình sẽ cộng thêm một đơn vị nữa. Vậy số 90.000 này mà cộng thêm 1 thì sẽ là
90.001, đúng chưa? Nhớ là tìm số liền sau chúng mình cộng 1, còn số liền trước thì chúng mình trừ đi 1. Ta sẽ trả lời câu B này. Số liền sau của số 90.000 là số 90.001, đúng chưa? Chỉ cần thêm một đơn vị thôi. Rồi, câu hỏi số 3 là câu hỏi ở phần C. Số liền trước của số 10.001 là số nào? À, tìm số liền trước thì chúng mình lại bớt đi một đơn vị. Vậy 10.001 mà bớt đi 1 thì là số gì nhỉ? Đã trừ vào 1 này thì sẽ là số 10.000. Đó, trả lời phần C. Số liền trước của số 10.001 là số 10.000. Rồi, tiếp theo phần D. Số liền sau của số 99.999 là số nào? À, số liền sau thì chúng mình lại cộng thêm 1. Hoặc là chúng mình nhớ lại về tia số ta vừa mới tìm hiểu ở phần khám phá, thì chúng mình thấy là số liền sau của số 99.999 là số nào nhỉ? À, chính là số 100.000. À, mình sẽ trả lời luôn. Phần D, số liền sau của số 99.999 là số 100.000. Đó, chúng mình nhớ lại ở phần khám phá tia số thì chúng mình sẽ trả lời ngay được câu hỏi ở phần D này. Vậy là trong bài tập số 2 này chúng mình đã được nhớ lại, ôn lại kiến thức về số liền trước và số liền sau. Nhớ rằng để tìm được số liền trước thì chúng mình sẽ lấy số đó bớt đi một đơn vị, còn số liền sau thì chúng mình sẽ cộng với 1 nữa, được chưa? Như vậy là chúng mình sẽ tìm ngay được số liền trước và số liền sau của bất kể số nào. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang bài tập tiếp theo. Chúng mình sẽ đến với bài tập số 3 như sau. Ở đây chúng mình thấy một chuỗi dây và trên chuỗi dây này thì được sâu vào các khối, đúng chưa? Các khối mà chúng mình đã học. Đây là khối cầu này, khối hộp chữ nhật này và cả khối trụ, đúng chưa? Còn ở đây có cả khối lập phương nữa. Và ở trên mỗi khối này thì chúng mình sẽ có tương ứng là các số tròn chục nghìn, được chưa? Đây là các số tròn chục nghìn. Và chúng mình sẽ đi theo hướng dây từ phía đầu dây này. Đây, di chuyển tiếp như thế này. Đó. Và đến đầu dây bên kia là kết thúc. Và nhiệm vụ của cô trò mình là phải đi tìm các số còn thiếu ở những khối mà để dấu hỏi chấm như thế này. Xem là những khối này thì sẽ mang số nào. Thì chúng ta nhìn vào khối cầu màu xanh đầu tiên. Ở trên khối cầu này thì có số là 10.000. Khối tiếp theo là khối hộp chữ nhật màu tím thì sẽ là số 20.000. Như vậy chúng mình thấy là hai khối liền nhau ở đây, đúng chưa? Là sẽ hơn kém nhau là 10.000 đơn vị. Vậy thì chúng mình có điền tiếp được các khối ở phía sau không? Đây, 10.000 này, 20.000. Vậy tiếp theo sẽ là số tròn chục nghìn nào nhỉ? À, 30.000, đúng chưa? Đây, 10.000, 20.000 rồi sẽ đến 30.000 là số ở khối cầu màu cam này. Chúng mình sẽ điền được ở đây là 30.000. Rồi, tiếp theo thì là khối trụ màu xanh sẽ là bao nhiêu nhỉ? 30.000 thêm 10.000 nữa sẽ là 40.000. Đó. Vậy mình sẽ điền được ở đây là 40.000. Các số tròn chục nghìn. Rồi, 40.000 rồi sẽ đến 50.000 là số ở khối lập phương màu vàng, đúng chưa? 50.000. Vì đây là các số tròn chục nghìn nên chúng mình rất dễ dàng nhẩm được và điền được. Rồi bây giờ chúng mình sẽ di chuyển tiếp theo cái đường dây này nhá. Đó, vòng dưới này. 50.000 rồi sẽ đến 60.000. Chính xác, có bạn đã điền được hết cả chuỗi dây rồi đấy. 60.000 này.
Rồi 60.000 xong rồi đến hình hộp chữ nhật này thì đã được điền số là 70.000, chính xác chưa? 80.000, 90.000. Vậy thì cuối cùng sau 90.000 thì sẽ là số, đố các bạn biết là số bao nhiêu? À là số 100.000, chính xác. Vậy thì số cuối cùng được đặt ở trong khối cầu này sẽ là số 100.000. Đó. Rồi, bây giờ thì cô mời các bạn sẽ cùng cô đọc lại các số mà chúng mình vừa mới điền được ở trong chuỗi dây này. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 và 100.000. Được chưa? Đây, đây chính là các số tròn chục nghìn từ 10.000 đến 100.000. Đó. Và bài tập số 3 này cũng chính là bài tập cuối cùng của tiết học ngày hôm nay mà cô trò mình vừa mới khám phá. Trong tiết học này chúng mình được khám phá thêm một số, đó là số 100.000. Và số này là số có 6 chữ số, được chưa? Sau này thì chúng mình sẽ được làm thêm rất nhiều bài tập liên quan đến số 100.000. Và tiết học hôm nay đến đây là kết thúc và cô phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.